Nếu chúng ta đã quá quen với hình ảnh những mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ hầm hố, trông rất lực lưỡng và đeo kính râm, luôn mặc vest đen và mang vũ khí tận răng, thì các cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh lại hoàn toàn khác. Không xa hoa, không hào nhoáng, lực lưỡng, nhưng chưa một lần để Bác phải gặp nguy hiểm. Luôn nằm trong danh sách đen của các mật thám địch, là đích ngắm của hàng loạt sát thủ giặc cài cắm vào. Cho nên việc bảo vệ Bác khỏi nanh vuốt bầy sói là việc vinh dự lắm, nhưng khó lắm, gian khổ lắm. Vậy chuyện về nghề cận vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào? Xin mời toàn thể các bạn tiếp tục theo dõi video ngày hôm nay. Đã có ai ở đây từng đặt ra câu hỏi, vì sau 30 năm bôn ba nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại có thể vượt qua biết bao cạm bẫy, trốn khỏi sự truy lùng vô cùng gắt gao của mật thám Pháp, Anh hay Trung Quốc không? Hay vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh lại biết được người đến ám sát mình chính là ông Tạ Đình Đề là ai, và sau đó khiến tên sát nhân hoàn toàn thuần phục trung thành, đi theo cứ như Luca Barisi với bố già trong tác phẩm cùng tên của Mario Puzo vậy? Mật thám Pháp chưa từng và chưa bao giờ giải mã thành công một cơ sở hay một người nào đó làm việc trực tiếp cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như chưa từng có thể xác định được hệ thống tổ chức mà Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng trong nước và nước ngoài có quy mô và hình thức như thế nào. Vậy đấy, chính Bác là bậc thầy đào tạo và tạo nên hệ thống an ninh tình báo của Việt Nam từ thời sơ khai trước năm 1945. Hay nói cách khác, Bác là một nhà tình báo bí mật. Chính sự bí mật này đã giúp người lãnh đạo và dẫn dắt cách mạng Việt Nam thành công, liên tục thoát khỏi nanh vuốt của những mật thám và tình báo các thế lực thù địch. Trong thời gian hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Hồ Chủ tịch đã phải trải qua rất nhiều nguy hiểm rồi. Từ đó mà Bác có rất nhiều kinh nghiệm phòng vệ đúng đắn. Một trong những chiến lược tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bác đã nhân bản chính bản thân mình, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Tống Văn Sơ, Hồ Chí Minh, vân vân. Do đó, Bác đều có thể vi vu tự tại khắp nơi trên thế giới qua mặt hàng trăm điệp viên được phòng hai mật thám tung ra với sự kết hợp với các mật thám Quốc dân Đảng, mật thám Anh, mật thám Đức. Cho dù có bị bắt, cũng không thể đủ cơ sở kết luận rằng Nguyễn Ái Quốc là Nguyễn Sinh Cung. Chúng cũng không đủ cơ sở để kết luận Tống Văn Sơ và Nguyễn Ái Quốc hay Hồ Chí Minh chính là những người kia. Bởi lẽ, thông tin trong từng bộ hồ sơ luôn được gắn với con dấu tử hình ngay khi chứng thực đều đưa tất cả mọi kết luận đi vào ngõ cụt. Đó cũng chính là nguyên nhân sâu xa vì sao mật thám Pháp khi bắt được Tống Văn Sơ ở Hồng Kông cũng không thể xử bắn được mà phải đưa về Sài Gòn để chứng thực rồi mới xử bắn. Tự vệ là yếu tố tiền quyết, sau đó mới nói đến các cận vệ xung quanh. Điều này người đã học rất nhanh và làm rất tốt. Ông Nguyễn Văn Đoàn từng là cận vệ của Bác kể lại. Nhớ lại buổi đầu được nhận nhiệm vụ, tôi cùng đồng đội được đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác và đồng chí Hoàng Hữu Kháng, cục trưởng cục 22 Bộ Công an căn dặn và nhấn mạnh. Nhiệm vụ của các đồng chí là rất đặc biệt, trực tiếp bảo vệ Bác Hồ, rất vinh dự nhưng cũng khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực và trách nhiệm cao. Chúng tôi luôn tâm niệm phải làm thật tốt, không được có sai sót dù là nhỏ nhất và không được để Bác phiền lòng. Tuy nhiên, công tác bảo vệ Hồ Chủ tịch được chính người góp ý uốn nắn, có những nét rất khác so với lãnh đạo các nước. Như ngày nay, Tổng thống Mỹ đi đến đâu đều có cận vệ đeo kính râm ngầu lòi với súng ống dắt quanh người, xe đưa xe đón đều có kính chống đạn. Ánh mắt cận vệ luôn quan sát bốn phía để tìm những kẻ khả nghi. Những cận vệ này khi Tổng thống xuất hiện trên truyền hình nhiều khi trông rất lộ liễu, người xem biết ngay đó là lực lượng vệ sĩ. Nhưng theo lời kể của ông Hoàng Hữu Kháng, Bác nhiều lần tổ chức lại hoạt động lực lượng bảo vệ để tránh những biểu hiện lộ liễu đó. Một hôm, Bác đi thăm nông dân gặt lúa, cảnh vệ của ta bí mật cải trang thành người nông dân, cũng chân lấm tay bùn, bên quốc bên thuồng không ai nhận ra. Khi đến, Bác cứ thế đi thẳng xuống ruộng lúa, các đồng chí mới đến cùng Bác thoáng thấy phía ruộng đông người quá, chưa kiểm tra gì nên can ngăn Bác ngay, thì lập tức Bác nói rằng: "Các chú không phải lo, cảnh vệ của ta bố trí cả đấy." Đến chỗ lội, Bác sắn quần, tay xách dép gọn gàng, hết sức tự nhiên ra nói chuyện với bà con. Hồi còn kháng chiến gian khổ trên núi rừng Tây Bắc để đảm bảo an toàn và bí mật, Bác cùng các đồng chí cảnh vệ phải liên tục thay đổi chỗ ở để địch không lần ra dấu vết. Một lần khi đang đốt củi ngồi quây quần để sưởi ấm thì Bác nói với các chiến sĩ cảnh vệ thân tín: "Hôm nay Bác đặt lại tên cho các chú theo thứ tự vòng tròn mà các chú đang ngồi nhá. Trương, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi." Đặt xong Bác lại hỏi: "Các chú có biết tại sao Bác lại đặt tên cho các chú như vậy không?" Rồi Bác tiếp tục giải thích: "Nhiệm vụ của Bác cháu ta hiện tại vừa là trước mắt, vừa là lâu dài cùng với toàn đảng, toàn dân và toàn quân đưa cuộc kháng chiến này đi đến thắng lợi. Vì vậy, đặt lại tên cho các chú để các chú trở thành khẩu hiệu sống bên cạnh Bác, nhắc nhở mọi người hàng ngày phải hoàn thành nhiệm vụ của mình." Trong thâm tâm Bác đều coi những đồng chí cảnh vệ của mình như con cháu yêu thương và không ngừng chỉ bảo. Cận vệ bên Bác luôn được trau dồi tư tưởng cách mạng, vừa ảnh hưởng nếp sống giản dị, chân thành từ Bác mà mau chóng trưởng thành. Riêng võ nghệ thì lúc nào cũng rèn luyện thường xuyên. Được tuyển chọn vào hàng ngũ cảnh vệ thì đều là những chiến sĩ ưu tú, có thành tích tốt. Nhiều năm hoạt động dưới sự theo dõi, truy đuổi gắt gao của mật thám Pháp, Bác Hồ đã có nhiều kinh nghiệm.
Có thể nói không ngoa rằng bác đã tích lũy được những kỹ năng của một điệp viên hoạt động trong lòng địch. Nhiều lần mật thám Pháp đã theo dõi và vây bủa tứ phía, nhưng Hồ Chí Minh đã trốn thoát an toàn, không một vết xước. Ông Việt Dũng, cán bộ cục cảnh sát từng bảo vệ bác kể rằng, vào khoảng tháng 7 năm 1945, một buổi sáng, chợt có tin một toán thổ phỉ tiến vào đèo Đề để dò la cứ địa của ta. Một bộ phận giải phóng quân đã đi mai phục đánh chúng, nhưng vì trận địa quá gần cơ quan, các đồng chí có trách nhiệm bảo vệ đã đề nghị bác Hồ tạm rời khỏi chỗ này. Bác đồng ý. Đơn vị bảo vệ đề ra nửa ở lại, nếu phỉ tràn vào thì sẽ đánh. Còn một tổ 5 đồng chí do tôi chỉ huy thì bảo vệ bác và mang tài liệu rút lên núi. Trước khi ra đi, bác kiểm tra lại việc gói buộc tài liệu, bố trí hành quân, chuẩn bị súng đạn của chúng tôi một cách tỉ mỉ. Kiểm tra xong, bác dặn, các đồng chí phải giữ bí mật, không được gõ vào cây nứa gây tiếng động, không được phát đường, bẻ lá. Đồng chí đi sau cùng, phải xóa dấu vết của anh em đi trước. Lên đến đỉnh núi, nơi có một gốc cây to, sạch sẽ và có chỗ ngồi bằng phẳng, chúng tôi dừng lại tạm nghỉ. Đội cảnh vệ định chặt lá để ngồi, bác xua tay rồi đến bê một hòn đá. Vừa ngồi xuống, bác liền giải thích cho chúng tôi rõ tại sao vừa qua phải giữ bí mật. Bác bảo làm như vậy là để nếu kẻ địch có vào tới lán của ta, chúng cũng không biết dấu vết của ta đi về phía nào mà truy tìm ra được. Các cận vệ làm việc bên bác Hồ trong các bài viết hay mẩu chuyện về tác phong công tác của người đều nhấn mạnh rằng bác rất chú trọng công tác bảo đảm bí mật. Bác chỉ thị cho các cơ quan đảng, chính phủ đóng trong khu vực căn cứ 3 tháng phải thay địa điểm một lần. Nếu cơ quan nào có người không chịu đựng được gian khổ mà trốn vào vùng địch tạm chiếm, thì dù mình mới ở cũng phải chuyển đi ngay nơi khác. Riêng bộ phận của bác trong mấy năm kháng chiến đã thay đổi địa điểm tới 30 lần. Bài học bí mật còn trở thành một bài học nổi tiếng mà bác Hồ đã dạy cho nhà tình báo lừng danh Vũ Ngọc Nhạ khi giao nhiệm vụ cho ông Nhạ và Nam hoạt động. Ông Nhạ kể rằng, khi bác giao nhiệm vụ cho ông, bác hỏi ông rằng, một nhà tình báo thì điều gì là quan trọng nhất? Ông Nhạ trả lời, nhiều điều về sự trung thành, sáng tạo nhưng bác gạt đi, bảo quan trọng nhất là bí mật. Bí mật cho mình và cho đồng đội. Bài học ấy đã ghi vào đầu nhà tình báo suốt đời và trở thành một trong những bí quyết thành công của ông. Trong thời gian ở Kim Bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mặc bộ quần áo màu xanh tràm của đồng bào dân tộc, đồng cam cộng khổ với đồng bào, đồng chí. Ít ai nhận ra được Hồ Chí Minh. Vì vậy mới có câu chuyện sau. Chiến sĩ Lý Phúc Nha được đại đội trưởng phân công bảo vệ và kiểm tra giấy tờ lối vào khu hội trường. Nhà thấy một cụ già người gầy, đội nón cũ, quần sắn đến đầu gối, chân đi dép cao su, vai mang túi vải xăm xăm đi về phía mình và hỏi, chú gác đây à? Rồi định bước vào khu vực bảo vệ. Nhà bối rối vội nói, cụ cho cháu xem giấy tờ ra vào ạ. Bác đây mà chú cũng hỏi giấy ư? Vừa lúc đó có một cán bộ đi đến cũng bảo nhà, bác đấy, thế mà đồng chí cũng hỏi giấy thì lạ thật. Nhà vẫn cương quyết, bác cũng phải có giấy mà, có giấy mới được vào mà. Vị cán bộ nổi cáu, toàn gắt lên với nhà thì ông cụ bảo anh ta đi gọi đại đội trưởng rồi ôn tồn hỏi nhà, chú người dân tộc gì, quê ở đâu, vào bộ đội lâu chưa? Lúc này nhà mới thấy cụ quen quen, thái độ thân tình nên thưa, dạ cháu người Sán Chỉ, quê ở Thái Nguyên, vào bộ đội được hơn một năm rồi ạ. Đúng lúc ấy, đại đội trưởng chạy tới hốt hoảng, bác Hồ đây mà, sao đồng chí không để bác vào? Nhà vừa vui mừng vì gặp được bác, vừa bối rối tự trách mình đi hỏi giấy tờ của bác, nhưng bác tươi cười bảo, chú làm nhiệm vụ như vậy là tốt. Nghe vậy, nhà mới hết lo. Sáng hôm sau hết giờ tập thể dục, người cho gọi nhà và cán bộ chỉ huy lên gặp. Người tự tay rót nước mời và lấy ra một tấm ảnh ghi mấy chữ vào mặt sau trao cho Lý Phúc Nha và nói, chú nha mới vào bộ đội chưa biết bác, hôm qua thấy bác không có giấy nên không cho vào nơi quy định. Như vậy là đúng và đáng khen. Bác thưởng cho chú nha chiếc ảnh của bác. Còn đại đội trưởng và chính trị viên giao nhiệm vụ cho chiến sĩ chưa rõ, lại chưa giới thiệu cho chiến sĩ biết bác, làm trở ngại đến công việc, bác phê bình. Lãnh tụ Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về mặt đạo đức. Đó là nhân cách của một con người cả đời phấn đấu hy sinh tất cả vì nước, vì dân. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ bác rất đặc thù, không cần hầm hố và phô trương nhưng lại rất cần sự bí mật và linh hoạt. Các cán bộ cảnh vệ luôn chăm lo và bảo vệ bác, nhưng ngoài ra, bác còn đào tạo, dạy dỗ các cán bộ như con cháu trong nhà, ân cần, nhiệt tình. Từ đó mà ai cũng dốc hết lòng, hết sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bác xuất sắc, đưa cách mạng Việt Nam đi đến thành công.